Hello anh em, chào anh em đến với kênh của mình nha. Trong video hôm nay mình chia sẻ cho anh em là sơ đồ 4222. Với meta hiện nay đang hot nhất là sơ đồ 4222 này, đang được sử dụng nhiều. Vì vậy hôm nay mình cập nhật cho anh em, cái sơ đồ này, được một gamer nổi tiếng bên Hàn sử dụng hiện nay. Riêng cá nhân mình sau khi xem và sử dụng sơ đồ 4222 này thấy rất ok nha. Sơ đồ này mình thấy rất ngon và dễ dàng vận hành, như ban bật ngắn, đi biên truyền và trung lộ sút gôn, anh em thì ban bật thì tới tận gôn luôn, không nói nhiều bây giờ vào việc thôi anh em à.